Và nói tiếp chương trình, sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để đến với điệu múa gửi về quan họ đến từ hội người cao tuổi khu 2 biểu diễn. Trọng vào tay để chúc mừng hội người cao tuổi thứ hai khu 2 đã biểu diễn tiết mục đó là gửi về quan họ.